ngủ trên này này. Ờ, cho nó lên đó hả? Ở trong nó có cái đèn hít lẹm nữa mà. Tối là lạnh quá là nó mới lên nè. Rồi nó cứ lên đi cậu chứ. Có chứ. Nó có đó không? Cái này rồi trước tôi làm cái này để con gà trống ở dưới này nè. Tại vì nó cho nó khỏi ồn. Con gà giống con gà vàng vàng này đẹp. Ừ. Nó cùng cũng như